Nay 16 tháng 1 tiếp tục giao xe bò về cho anh chị khách Đồng Tháp. Rồi cô chú bác thằng xa có mua hiệu liên hệ số điện thoại 0391 687 767 tại đò Tư Chiến. Anh chị ở Đồng Tháp. Lê Dung, Đồng Tháp. Ủa sao đút đít vô được không ạ? Có xe lại lên liền. Vậy hả? Ừ. Ừ. Hay nữa ha. Ừ. Xe gì? Xe gì? Xe lôi, xe phải. Lần tới chưa? Tới rồi, chạy cho lưng luôn ạ. Ừ. Bốn nào anh ơi? Đây. Bốn con số hả? Ừ, bốn con số ạ. Rồi về khỏe nha. Đi Lê Dung. Nghe chợ không? Đi vô tiếng gì? Cái giống vậy nó về thuốc, cái đường, 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 cái đ